Sao cô người yêu vô tri không biết buồn? Khi tôi bị mù quáng trong tình yêu. Em ơi, em mang lòng đỏ ra cho anh nè. Cô ấy nhường lòng đỏ cho tôi, còn cô ấy thì ăn lòng trắng trứng. Mặc dù thái độ của cô ấy có vẻ như là không thích ăn, nhưng mà tôi hiểu được rằng chắc chắn là cô ấy muốn nhường cho tôi phần dinh dưỡng nhất của quả trứng để cho tôi ăn có sức khỏe. Cô ấy thật là quá yêu tôi rồi mà. Trời đất ơi, cô ấy lấy sữa cho mình uống, uống vào gấp đôi canxi, gấp đôi năng lượng. Chắc chắn là cô ấy biết mình chơi game cả đêm đang rất là mệt mỏi rồi, nên cô ấy đã âm thầm quan tâm, quan sát mình và đã lấy sữa cho mình uống để cho mình có sức khỏe, mình có năng lượng để mình tiếp tục chơi game. Cô ấy thật sự là một người con gái rất là chu đáo, mình thật sự quá yêu cô ấy rồi. Bây giờ ngay cả đến quần áo cô ấy cũng không để cho tôi mua nữa rồi. Cô ấy độc lập nhanh như vậy, còn cần mình làm gì cơ chứ? Chắc chắn là mình còn làm điều gì đó chưa tốt rồi. Không được, mình phải là người đàn ông chủ động, phải khiến cho phụ nữ có cảm giác được che chở mới được. Vô đi. Sao vậy? Con đâu mới nghe coi. Nhưng mà ông nghe tôi giải thích đi, không không phải Kim Ngân đâu tôi á. Chuyển lại cho anh 500 ngàn thôi. Ok, chơi. À? Em giận rồi hả?
50. Không sao, vẫn chưa lỗ. Em giận này hả? Không, em không giận anh đâu. Suy nghĩ của con gái nhất định bạn phải hiểu. Anh có muốn uống trà sữa không? Ý cô ấy không phải hỏi bạn là có muốn uống trà sữa hay không, mà là cô ấy muốn uống rồi. Ai anh có muốn uống, em đã giúp anh ly trà sữa phô mai nướng đi. À, sao anh biết anh uống rồi đó vậy? Vậy thì đặt thêm một ly nữa. Nhưng mà đặt thêm một ly với trà đào cảm xạ đấy nha. Em cũng đang muốn thử lại đó. Ok, đặt. Anh đã đặt sữa cho em rồi đi. Anh ơi, Đà Lạt đẹp quá ha. Ý cô ấy không phải là Đà Lạt đẹp, mà là cô ấy muốn đi du lịch rồi. Ừ đẹp, anh đã vé máy bay sẵn rồi, đồ đạc anh cũng chuẩn bị xong hết rồi, mình đi du lịch cho em. Nhưng mà anh đã đặt nước hoa mới cho em luôn rồi đây. Nhưng mà khoan, tiền ở đâu ra mà anh mua nhiều vậy? Anh có quỷ đen đúng không? Đi về mà anh chạy nè. Người yêu của tôi quyết tâm giảm cân như thế nào? Người yêu tôi dị ứng với lãng mạn. Hả? Em bảo nè, nếu mà bây giờ em bị sốt tới 40 độ luôn phải đi bệnh viện chắc. Nhưng mà vừa đúng lúc anh vào game thì anh sẽ chọn đi đường trên hay là đi phim rồi. Đây không phải là câu hỏi mà em đang hỏi đâu nha. Anh còn chưa biết em được như thế nào thì làm sao mà anh chọn được. Để cho em chọn cho em. Thôi em chọn anh chứ sao thì em không phải nói cho anh biết.
anh phải nói dịu dàng như vậy đó, hiểu không? Lại nè anh ơi, nếu mà sau này em không ăn ngon nữa thì làm sao? Không sao cả, món ăn em nấu món gì anh cũng không thể đói. Nếu như mà bây giờ anh bị lạc ở trong đống hàng, chỉ được chọn một, em với cái máy tính anh sẽ chọn cái gì? Em. Anh không được trả lời nhanh như vậy, em phải suy nghĩ chứ. Lại nha. Nếu như mà bây giờ anh bị lạc ở trong đống hàng, em với cái máy tính anh sẽ chọn cái gì? Máy tính của cô hình như thế nào? Có lên mạng được không? Chưa lên với nhanh không?